Ui hôm nay rét quá các bác ạ. Thật sự hôm nay nói các bác là hôm nay đi em đi vùng núi là rét quá. Chưa giờ em chạy đường dài rồi em còn phải mặc áo mưa đấy các bác. Này rét tê tái đây các bác nhìn đang nhìn đây là vùng núi. Xa xa đằng kia là vùng núi rồi các bác. Đây toàn phần núi các bác. Còn xe em bên dưới này các bác nhìn có thể nhìn thấy đây, em đang đứng trên hình thỉnh thoảng em quay cho bác xem này. Em thả hơn 50 cái. Dưới thì rét quá. Em đi lên đây là em còn giải lao các bác, mời các bác uống nước nhá, nước chè các bác ạ. Nước chè lợi ở đây cho phích này, đi vùng núi này phải có cái phích, cá nhân này không chết. Mời các bác nhá. Châu núi à. Châu núi béo ghê. Rệt quá các bạn. Xin chào bác. Hôm nay em mới trở lại với các bác đây. Hôm nay em chạy vùng núi các bác ạ. Rệt quá các bác ạ. Vùng núi này rệt tê tái hết cả người. Em chờ sáng mà còn mấy cái em quay cho bác xem để em còn về quê thôi. Trời rét quá bác ạ. Dạo này này em không có đi được. Em vừa tiêm mũi 2 mới này em chuyến này nó không bắt được mồi các bác ơi. Nó khô quá. Đây này các bác. Chăm sóc thì các bác có thể nghe nhưng mà không được rõ ràng lắm. Thì em vớt là em biết là bao nhiêu con rồi. Em chỉ đưa lên đưa xuống 2-3 lần là em biết rồi. Trời lắm là 2 lần. Đây là bác. Ống này ống mỏng rồi. Hôm nay nào nha các bác, em đau bụng quá em đau. Không hiểu nào. Chết. Đầu quặn ruột đấy các bác ạ. Còn mấy cái đây em cố chờ cho sáng này em quay cho bác xem này. Ba cái này, hai cái lặng. Hai cái lặng. Trời ở đây nó sương mù, sương muối các bác ạ. Nó cứ mờ. Các bác này phê hết. Chắc nặng hết. Các bác nhìn thấy cơ. Có thể nhìn thấy trước này. Đẹp thiên thần luôn những cái sóng này. Nhìn thả thử. Đây vùng núi các bạn ạ. Đây họ đánh chìm nhiều lắm. Em đau bụng quá. Nước xanh nè nè này mà. Xanh nè nè luôn đó. Mặn mặn này. Ấy giờ bác nhìn nhá, kỳ lắm. Ôi giời, em đau bụng quá bác ạ. Chưa được bao giờ cho về nhỉ. Trước này thì em chưa quay video cho các bác xem mà về. Đây họ đánh chim nhiều, đây bộ kích điện, kích chim các bác, kích loa đấy. Họ bỏ ngoài đồng, đây không có ai lấy của ai cả. Đây các bác nhìn. Đấy loa này, đang kiêng thế. Đây họ không lấy của nhau, của núi. Họ thân thiện con người á. Em quên một cái các bác. Đây chắc là đây. Em vuốt cho bác là cái này là cái thứ 5 rồi anh ơi. Đúng rồi. Cái này
có lườn, lườn, ít lườn. Hai con. Chết rồi. Tôi chết rồi bác ơi. Bỏ mẹ rồi. Cái này không nhìn thấy ống rồi. Chết rồi. Phải biết ngay hôm qua. Đây rồi. Ôi tôi chết rồi. Lườn chết tòi rồi bác. Sao? Đúng rồi, nó phá. Nó phá nó liếm. Em tưởng mất trộm. Đấy, xịt nha bác. Còn hai cái nữa, quay lốt cho bác xem nhé. Đây vùng núi họ đang thông báo rét đậm nha các bác ạ. Ui dồi, xấu quá. Bác nhìn thấy rồi, nhìn lặng phết đấy. Bác biết vì sao mà cái ống nãy nó ngập không? Nó tủ không? Vì lươn nó nhiều, nó cựa. Một cái cuối cùng nha bác ơi. Xịt có một cái này quay cho bác. 10 cái xịt đúng một cái. Bác ơi. Một chút luôn đây cho bác xem nhá. Hôm nay em cân tiếp bữa nhà hàng nha bác ơi. Chứ này em bán được ở chỗ cho người ăn. Bác ạ, hơn 50 cái. Như em công bố trên video hôm qua. Đây là hơi chói nha bác ơi. Bác xem thông cảm giúp em nha, lo lắng bác ạ. Ôi ngưỡng lắm một chút. Hôm nay về muộn quá bác. Bác nhìn thấy rõ không ạ? Hai con khủng bố. Bác chờ em chút để em đặt lại cái máy. Này lắng các bác khó xem lắm. Nó ngược nắng. Em chút ở đây lý do là và đằng kia là em không, em cứ đem cân luôn em không có chút được. Bây giờ ở đây là nó dễ. Đây con này chết lại. Ở đây nó dễ rửa đấy, rửa luôn. Khi em về mang về nên cho người ta là đưa nó phải sạch sẽ. Chứ không có chuyện bùn đất đâu ạ. Chú này khó bắt mồi. Cho nên là nãy em ạ, buổi đi buổi nghỉ bác ạ. Em còn phải bắt mồi. Có con nó nhỏ con. Ai, cộp cộp phải bắt đây. Có con nó cộp hết đây bạn.
phạt xong 10 đấy bác. Chặt quá. Đấy, phạt xong 10 của cảng nó vào. Bác nhìn thấy lươn em quay nó hơi hút xa, bác nhìn thấy lươn này to nha bác ạ. To lắm. Không nhỏ. Bé quá bạn, nhiều con nó cũng nọt. Lươn to không anh? Bình thường anh. Đây là bao tần cân? 200 cân. Chọn những con to để cho em nhé. Em cân thô mà. Em cân nhà hàng rồi. Hả? Em cân nhà hàng rồi. Thế không còn à? Không. Đây em cân nhà hàng chút ra đây. Em quay đoạn video em cân nhà hàng. Chứ không hôm sau anh ạ. Hôm sau. Hôm sau nào, hôm nào? Ngày kia đi. Ngày kia nhá. À, khoảng mấy giờ có mặt ở đây? Em tôi ở cái nhà ấy này. Nhà bảo hiểm đây này. Vâng. Thì nhưng mà phải chọn những con to. Bởi vì ấy mà mình ngày kia anh nhá. Ngày kia nhá. Vâng, chọn những toàn chọn những con to thôi nhá. Tôi không bắt con để ấy mà ngày kia thì hôm nay nó nếu cần cho anh nó nhỡ mất của em. Đúng rồi, được rồi, thế được, cái kia được, nhưng mà ngày kia thì tôi chọn toàn con to thôi. Vâng. Nhưng mà có nhiều hôm toàn con to này không? Có mà anh. À đấy rồi. Ở đây hay nhỉ. Nhà hàng nó đặt như này nó à. Có nguồn ra nó đỡ nhỉ? Có, cũng có đôi hôm là cũng phải cân buôn. Còn nếu như chút ở ngang đường này là em là phải cân cho người ta. À, vì rồi. Nó có chỗ họ có chỗ họ đặt trước rồi. À. Và to các bạn ơi. Đấy, những con to đấy mới sướng nhỉ? Vâng. Đấy, ngày kia mà có những con to đấy để tôi. Có mà. Ờ đấy. Những con to đấy ấy thích lắm ấy. Đấy, hay là tôi bắt một con to kia nhá. Thôi anh ạ, à. Cái nó nhỡ mất của em. À đấy. Và ống sâu 10 nha bác nhá. Đó. Mai thì em thả, ngày kia thì mới về đây. Rồi rồi, ok. Chứ hôm nay thì em không thả được. À. Rồi ok, đúng rồi. À. Vâng. Bác này bác bảo mua lươn các bác ạ. Hôm nay em nói nhầm câu. Bác mua lươn ở đây thì em bán vô tư bác ạ. Vì em chạy đến đây là các bác biết này, em chạy thì cũng là đến trời nắng đây rồi là cũng là đường là khá dài rồi. Về đến đây nó khá dài. Em không có lo. Đoạn đường nó khá dài. Đấy nó như vậy. Còn nếu như các bác mà chút bán luôn là những cái chỗ là những cái chỗ mà các bác mà bán luôn ở gần đấy thì thôi. Sao các bác không
không còn ống mà mang về. Như đây em chạy là và như đây là cạnh 40 cây rồi. Được không nói chỗ này là chỗ gần người nhà nhà em. Các bác cũng phải hiểu ngày xưa này em là công nhân chân bò đây. Đây ngày xưa nhiều rùa lắm. Ống ấy luôn ra các bác ạ. Em đi đường nó luôn ra. Đường núi nó xốc xếch nhiều. Đường núi nó không muốn như được như đường bằng nó lên này. Đi em rơi mất hết cả họ then luôn. Có hôm mất cả hôm bác ạ. Đấy em mũi quay ống như ra ngoài có hôm mất cả hôm luôn. Đánh đồng núi này nhiều chỗ phê lắm. Thế em rất hay chạy đường dài vì những cái điểm người em thả này cũng lắm lâu rồi. Ống này nào không ra. Em nghĩ là nó chết nó không ra. Bùn lắm quá. À cũng vẫn còn bác ạ. Cũng gần hết rồi. Còn nó chết rồi bác ạ. Không tránh được bác ạ. Nó vào đầu. Con vào đầu mà. Nay mai nó khó mồi quá. Em phải đánh bài mồi khác. Đấy. Bài mồi khác. Vì nó khó mồi bắt thì mình phải đánh một cái bài mồi khác đi. Cả cứ run này thì vẫn âm mồi này. Em bắt không được run. Chết. Đẩy quá nó cũng chết bác ạ. Này em chết hơi cần luôn rồi bác ơi. Lươn này đẹp ạ. Em quay nó xa cho bác nhìn. Tất nhiên nó cũng nhỏ, nó không được to tất. Nhưng mà em biết là lươn nó đẹp. Úi. Hôm nay người ta chắc tập trận rồi bác ơi. Pháo bắn đấy. Dân chạy quân đội, pháo bắn đấy. Úi. Thiền. Em tưởng con này nó chết. Ngay mấy thèn rồi sạch chẳng xanh. Ui rồi lại chết rồi bác ơi. Tỏ tiếc quá. Hết rồi bác ơi. Còn mấy cái xịt trên này. Này phê lắm. Thế bác nhìn đây phê. Đây, chết rồi. Trên này xịt hả bác. Em thả hơn 50 cái. Đây, hết rồi các bác ạ. Xin chúc các bác của quý. Xin hẹn các bác và anh chị trận đường dài tiếp theo nhá. Một ngày kia cho các bác ơi, hôm nay được rồi này. Bác nhìn đấy không?